Home Sweet Home, đây là nhà của mình đây. Hôm nay mình còn 2 đô à? Oh shit, 2 đô thì game này sắp end rồi. Hello con trai của mình đang rất là vui. Con trai của mình đang 99% hạnh phúc. Con trai của mình thì rất là khỏe mạnh. Con trai mình không có bệnh tật gì cả. Và mẹ vợ của mình đang 85% hạnh phúc và mẹ vợ cũng đã rất là khỏe mạnh. Nếu mày đưa tiền cho tao, tao sẽ sửa mối quan hệ của mày với một ai đó. Không. Còn không thì tao sẽ phá hủy mối quan hệ của mày. Ok. Thôi chết rồi, mình mới nhớ được một điều mày friend ơi. Làm sao mình có thể đến chỗ làm được nếu như mình không có tiền đi xe buýt? Bây giờ, what the fuck? Bây giờ nếu mà muốn ra chợ là hết 3 đô, mà muốn đến chỗ làm thì hết 7 đô, mình còn có 2 đô à. Chỗ làm thì cách chỗ này có khoảng gần 1.800 mét thôi, có nghĩa là 1,8 km. Nên chiếc xe quy bắp của mình biết còn xăng biết. Hy vọng là còn xăng đây. À shit. Kim chỉ về số E rồi my friend ạ. À may quá, Kim còn ngột xíu. Chắc cũng đủ chạy ra chợ. À, mình đã gặp một người gọi là muốn đi quá giang dọc đường my friend. Anh ta muốn đến biên giới, anh ta sẽ trả cho mình 11 đô để mình cho anh ta đi. Hay, chấp nhận. Ủa đây mà là anh ta à? Đây là bà ta chứ. Chào nhóc, cậu ăn trộm chiếc xe này hả? Dù sao đi nữa thì đưa tôi đến biên giới đi, tôi sẽ trả tiền cho. Shit, không đến được biên giới nó không trả mày friend ơi. Mày có phải là một thằng phản bội không? Mở đai lên coi. Oh shit. Chị ơi cho em xin tiết trước tiền đi, nửa tiền cũng được để em mua xăng nhé, không đủ xăng. Chị ơi, cho em ít tiền đấy. Không đủ tiền mà phải này, không đủ tiền để đuổi. À lộn, không đủ tiền đổ xăng đi rồi. Mở nhạc nghe hàm đạm với lộn. Mở nhạc nghe hàm đạm. À, cẩn thận. Được rồi. Sắp hết xăng rồi mấy friend ơi. Kim xăng sắp chỉ về E rồi. Còn 800 mét thôi mấy friend. Tí mà hết xăng chị xuống đẩy cho một đoạn nha. Xuống đẩy cho một đoạn này, này, chị em mình sổ dốc đi. Còn 700 mét nữa. Hết xăng mẹ rồi, nhạc ảm đạm quá. À, hết xăng rồi chị ơi. Hết xăng rồi. Được. Hết xăng nhưng xe vẫn trôi my friend. Hả? Nghe đây my friend. Nghe đây. Quán tính đang đưa chiếc xe này đi my friend. Xe không có một tí động cơ nữa cả. Có thể là gió đang thổi. Ô hay vãi. Ôi vẫn sổ dốc được my friend. Vẫn sổ dốc, vẫn đang còn quán tính, vẫn đi được 500 mét nữa thôi, cố trôi. Bây giờ xe sẽ trôi 500 mét rồi các em. Ô, sao xe cứ trôi biết hay vậy? What is this? Xe em còn xăng mà vẫn chạy được đây. Hay là do phép màu này, hay là do chở bà chị lên trên xe my friend. Bắt cóc mẹ bà này luôn, bắt cóc bà này luôn, đừng có thả bà nữa. Mình cần đất gì 11 đô. What the fuck? Mình thề xe không có một tí xăng, xe không một giọt xăng luôn mấy bạn. Gì vậy? 59 mét nữa thôi. What the fuck? Lục mẹ lốp rồi. Ngồi im để em đẩy chị ơi. Ngồi im để em đẩy. À dạ. What the fuck? Đừng có đẩy, đừng có đẩy, ơi, đừng có đẩy. Có thằng đẩy đít, có thằng đẩy đít, có thằng đẩy đít. Ngồi im đi chị, ngồi im, có thằng đẩy cho đít cho mình ấy.
Hồi nãy có thằng đẩy xô đít. Hồi nãy có thằng đẩy xô đít bên friend ạ. À. Không nhìn ra đằng sau được nhưng mà đằng sau có thằng đang đẩy đấy. Hèn gì mình bảo cho xe mình cứ chạy biết. À, người tốt, hèn gì mình bảo vô lý. Này thằng này đẩy mình nè. Thằng này này đẩy mình nè. À, chó này tao đang khen mày mày đâm tao. À, mình vừa nghĩ ra một cách tiết kiệm xăng lắm này friend. Hả? À, tiền của mình đâu? Tiền mình đâu? Thank you. À, mở máy tính rồi đó. Next, người đầu tiên vào đây. Để đội cái mũ vào phát cho nó oai nè. Military hết đội vào rồi đó. Ơ, này có điện thoại luôn à. Holy shit, vừa vào gặp con em hot girl my friend. Chào mừng em đã đến đây. Làm ơn, em đến đây để làm gì? Em đến đây để làm việc. Em đến đây trong vòng bao lâu? Một ngày. Shit. Ủa, nay là có vụ này nè. Nay là có vụ đến đây trong vòng bao lâu à? Để mình đọc thông báo của chỉ huy nè. Những người đến đây làm việc cần phải có giấy làm việc. Ok. Shit. I'm sorry. Vụ thì mới ạ. Làm sao mình biết con này đến đây làm việc trong một ngày hay là bao nhiêu ngày? What? What the fuck is this? Ủa? Mẹ này giờ làm sao ta? Nói chung... Oh shit, mình làm rớt mẹ tờ giấy rồi. Rồi. Trước khi mình phải quét lại phát chứ. Nghi lắm. Nó độn cái gì trong này không nên? Con này độn chắc. Không độn. Mình phải kiểm tra hiểu không? Biết đâu con mực này nó mang cái gì đó. Cái gì? Đề nghị gấp cái màn lại hả? Không phải màn. Đó là bức họa tiết trên bức tường của nhà mình. Con mực này lại nghỉ sao? Sao lại có một con người mà lại ngủ mà không gấp màn mày friend? Sao lại nghỉ mình như vậy được nhỉ? Tôi... Cái gì đó? Có một thằng trộm đã trộm mất chiếc giường của con trai mình. Hay lắm. Đi nha em. Nói chung là hôm nay tại vì em đẹp cho nên là anh cho qua đấy. Chứ không phải là cái lý do gì đâu. Nếu mà được thì để lại số điện thoại cho anh. Ok. Shit. Sếp cảnh báo rồi. Sếp nói gì đây? Mất giấy tờ làm việc. Oh shit. I'm sorry, có biết đâu, thấy người ta đẹp quá. Trừ 5 tiền kìa, sếp trừ mất 5 tiền lương kìa. Ok, ok. Thằng này nhìn tướng hơi gay một tí. Cái gì? Ta sẽ giết hắn ta, vợ của ta là gọi là gian díu với một thằng khác. Đó là lý do mà ta đến Starkovanka gì đó, Viva Starkovanka gì đó. What the fuck. Thằng này đến đây để giết bồ của người, à lộn. Đúng rồi, giết bồ của vợ. Tên hình như hơi sai rồi đấy. Fyodor Seminovic. Tên này thì ghi là Gavrilo Seminovic. Hình như anh bị sai tên anh ơi. Không hợp lý anh ơi. Cho nên là thông cảm nha anh. Với lại anh qua đây giết người thì ai dám cho anh qua. Anh qua rồi ai chịu tội. Ta sẽ báo cáo lại mày với cấp trên. Thằng ăn hối lộ hả? Nhiều thằng hù có đó lắm rồi. Hello người đẹp. Này nhiều người đẹp đến đây phết. Oh, xin chào quý cô xinh đẹp. Cảm ơn. Lý do cô đến đây để làm gì? Tôi đến đây để làm việc. Tôi là một vũ công hả? Cô sẽ làm ở đây bao lâu? 12 tháng. Oh shit, I'm sorry. Mình không cần biết con này đến đây gọi là để làm gì my friend. À lộn nhầm, không biết giấy tờ như thế nào nhưng mà đến đây để nhảy thì nói chung là you are welcome. Chúc mừng, chúc em gọi là làm việc hiệu quả. Anh chỉ thăm em sớm thôi. Ok, ok. Đó là lý do mình đi ngang qua cái chỗ nhảy mà hôm nay làm việc hết á. Lý do là vì người ta chưa đến làm. Đây này, hôm nay em đã bắt đầu đi làm ngày đầu tiên rồi này. Em đến đây để làm gì? Em là nha sĩ hả? Em làm bao nha sĩ trong bao lâu? 8 tháng. Có vẻ đúng đấy. Được. Anh duyệt. Hợp à? Ok. Nhưng mà trước khi em đi cho anh quét phát này. Cho chắc ăn chứ lỡ mà em nó qua đây bậy bạ chết. What? Ngực to cho auto quạ. Ai có lấy cái quy định nữa my friend. Fuck. Của người đẹp đây. Goodbye người đẹp. Bạn đã phạm một lỗi. Cái gì vậy? Oh fuck.
Người đến từ đất nước Canas, Norway cần phải có thêm một cái giấy tờ chứng minh nữa. Nets. À, tôi đến đây để làm việc hả? Làm trong 2 năm hả? What the fuck? Mày lừa tao à thằng cu? My friend, thằng này nó bảo làm 2 năm mà cuối cùng đi giấy tờ đi có 5 tháng à? Sai rồi nha cháu. Cháu hơi bị sai trong lời nói của mình rồi đấy. Đi về đi. Cái gì tôi đã chờ đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Giấy tờ lắm đấy, cầm không lên. Kẹt mẹ tờ giấy rồi. Ok. Bấm nút. Next. Đất nước Sochi là đất nước nào? What the fuck? Làm gì có đất... À, có đất nước Sochi. Sorry. Thì là có hả? Nhưng mà mấy thằng này mình phải quét cái rồi. Tự nhiên mình đã ghét rồi. Oh, I'm sorry. Shit nữa là mình bỏ qua my friend. Nguy hiểm, nguy hiểm. Tôi cảm thấy bị nguy hiểm. Tôi thì gọi này vậy. Ghê chưa? Ở cái đất nước này người ta không có bỏ tù. Tại vì sao? Tại vì nói chung là đất nước đang nghèo khó lắm. Người ta không có tiền để duy trì nhà tù. Cho nên là mấy thằng nào mà cảm thấy nguy hiểm là bắn hết. Hi, xin chào. Anh đến đây để làm gì? Tôi có một nhiệm vụ đặc biệt. Chỉ 2 ngày thôi. Anh đến từ đâu? Yeleshi. What? Hơi căng đấy. Nhiệm vụ đặc biệt thì nói là nhiệm vụ đặc biệt nhưng mà special event hả? Attendant special event hả? Mình chả biết cái nhiệm vụ là nhiệm vụ gì nữa. Hơi căng đấy. Tự dưng anh này cái kiểu này mình mới gặp lần đầu mà cái mặt thì đúng rồi đó. Giữa tính nam là đúng rồi. Thế thế nam tính có vẻ ổn. Cho qua đi. Bây giờ bắn bỏ nhiều thằng rồi. Tội lỗi lắm. Người thêm mùi thực. What the fuck? Thông tin là không có thông tin my friend. Bạn là phạm 2 lỗi và thông tin về lỗi là không có lỗi gì cả. Nice. Oh, cú kích gì đây? Tôi là cái gì? Tôi là anh em họ của đại sứ quán. À lộn, tôi là anh em họ của đại tướng ở đây. Cho tôi qua nếu không anh chỉ bị sa thải. Nhanh lên. Xin lỗi nhưng mà cái cách nói chuyện của anh bố láo quá, tôi không chấp nhận được. Cho nên là mời anh về. Thằng khốn nạn. What? Cho tao qua thì mày có chết không? Chết thì dòng chết. Không cho thằng này qua bị trừ tiền. Trừ tiền thì khác nào là không có lương. Mà không có lương thì không có đồ ăn, không có đồ sưởi ấm cho con trai, gọi là cho vợ nhà mình. Thế là chả chết à? Làm việc tốt lắm. Tôi là lãnh sứ quán đến từ Britnet. Really? Trong này nó ghi sushi mà. Ủa? Ủa? Mình phải coi lại lời khai của thằng này các bạn my friend. Sushi là nước đây này này, Brit Britene cho đây Britnette nó nằm ở đây này. The fuck? Ông này vừa nói cái gì á? Làm việc tốt lắm. Tôi là người ngoại giao đến từ Britnet. Trong khi giấy tờ cho nội này lại ghi là từ sushi. Có gì nhầm lẫn không vậy? Tôi ước tôi có thể từ chối mẹ của cậu và cậu sẽ không bao giờ được sinh ra. Nói chuyện thật là vui tính. Đại sứ quán mà nói chuyện mất dạy. Oh, hết một ngày làm việc dài mày friend. Tao 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 tao. What the fuck is this my friend? Làm gì đây đông vậy? Này chúng ta đi xe buýt về hay đi ô tô về đây? Sao con game vẫn mở nhạc thì chưa tắt à? Hết ắc quy mất. Nó làm gì mà nối hàng nối đuôi nhau này? Thằng nào là cái thằng nguyên nhân? Mày thằng này ra coi hả? Hello? Mình cần một thằng nào đẩy mình về, my friend. Bọn này nối đít nhau hết rồi. Oh shit. Thôi đi xe buýt về thôi chứ sao vậy? Chúng ta sẽ biết xe buýt ra highway my friend. Ra cái trạm ấy.
Cái gì đây? Hôm nay mình đang rất vui nên giảm giá rất là nhiều. Mà phải là engine oil là động cơ dầu không cần đâu. Medicine là thuốc nhà, không ai ốm hết. Bán xăng là được anh ơi, em mua xăng thôi. Xăng ở đâu vậy? Ở đây. Xăng này giá còn 9 đô hả? Thank you, còn 6 đô. Oh. Ủa? Mình mua thức ăn mới là mua đồ cho ta. Không biết mà không nhớ nữa. Cầm xăng này đúng không? Rồi. Mình uống mẹ rồi. Mình uống mất xăng rồi mày friend ạ. À. Mình để lên tay xong rồi có cái nút fuel ấy, mình bấm vào phát. Mà trong khi mình đứng cách xe về mình uống mẹ rồi nên. Rồi ở đây có bác sĩ không biết, có bệnh viện không ta? Yes, đầy xăng my friend. Mấy friend biết mình đang làm gì đâu. Mấy cái chuyện này nói chung chỉ có những người như mình mới có đủ can đảm để làm. Đứng đây được chưa ta? Chắc được rồi đấy. Chờ anh nào đi ngang qua. Ơ à, có. Sắp rồi đấy. Đừng có đề. Ngu này, đề làm gì? Tốn xăng lắm, đâu rồi, sao anh chưa đẩy mình đi? Hình như anh đẩy mình đi rồi thì phải. Mình nhìn ra phía sau được mà friend. Hình như là vậy. Phải anh đang đẩy mình không ta? What? Không phải đâu. Định tiết kiệm xăng tí để cho mấy này nó đẩy mình về mà không có được rồi. Kế hoạch thất bại my friend, mission fail. We try again next time my friend. Hello người vợ, vợ yêu dấu, vợ như con gấu. Hôm nay vợ kiếm được mấy đồng? Hôm nay vợ kiếm được 10 đồng, chồng sẽ lấy của 5 đồng của vợ nhé. Thank you. Vợ không vui 5 điểm, không quan tâm. Chú. Chào chú, khỏe không chú? Chú hôm nay hơi không vui. Hôm nay chú làm được mấy đồng? Chú làm được 11 đồng. Cháu lấy một nửa. 11 chia 2 lại tốt nhất là bằng 6 thì đừng có bằng 5. Fuck, bằng 5. Chú lại không vui đi 5 điểm. Cháu không quan tâm. Hello mẹ vợ. Con trai nghe nó bị mất giường. Đúng rồi, nó lấy mẹ giường con trai rồi. Có một thằng trộm vào nên trộm hết giường của con trai rồi. Bây giờ tủ lạnh thì đang còn bốn hai hộp đồ ăn hộp với lại hai hộp mì. Nói chung là nhà này nó hay lắm mấy friend ạ. Nhà này có mấy người? 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 người nhưng mỗi lần ăn ăn hết có đúng một hộp à. Ý là ăn tiết kiệm ấy hiểu không? Ăn ăn mì gói hoặc là ăn ăn đồ hộp ấy, ăn ăn đậu đóng hộp. Nói chung một ngày ăn hết có một hộp à. Nói chung cũng tiết kiệm đấy. Nhưng mà quan trọng là cái vấn đề sưởi ấm này mấy friend ạ. Không có sưởi ấm thì nó đổ bệnh nên lúc đó còn mà bốc cứt mà ăn. Cho nên là mình hàng ngày phải đi mua than về đốt cho tụi nó. Ngủ cho nó hết ngày. Oh shit, I'm sorry. Oh shit, I'm sorry. Hỏng rồi, my friend này. Chúng ta đã có vấn đề. Đó là ông chú đã bị bệnh và bà vợ đã bị bệnh. Ngày xưa cái lúc mình mới chơi game thì mình rất là phân biệt, ok? Ngày xưa mình bảo là người già không có ích là đáng lý mình để bà này chết trước này. Nhưng mà sau đó mình mới nhận ra là chính bà này là người có thể sửa được cái mối quan hệ của mình đối với tất cả các thành viên trong gia đình cho nên mình để bà sống. Tiếp theo đó mình nhận thấy ông chú mình là một thằng say xỉn suốt ngày không làm được gì nhưng mà sau này mình mới phát hiện ra mình có thể bóc lột sức lao động của ông được cho nên là mình để giữ ông lại. Còn vợ của mình thì nói chung có đa chức năng lắm cho nên là tất nhiên là mình không giết được rồi. Con trai thì nói chung là tương lai nối dõi cho nên là mình cũng không động vào hai con người này. Nhưng mà nói tóm cái váy lại là hồi trước mình rất là khinh bỉ hai con người hai góc này nhưng bây giờ là nói chung là tất cả mình đối xử ngang hàng cả. Và bây giờ chúng ta đã xảy ra một vấn đề đó là hai con người lao động gọi là hai con người lao động phụ gia đình này đang bị bệnh. Bye.
but I stay elevated so that all God's creatures can hear me shout it out.